Netizen Trung Quốc sốc văn hóa, giới trẻ Việt Nam sống vui vẻ mà không lo nợ nần như nào. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Người trẻ ở Việt Nam không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao?" Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tôi cảm thấy mức tiêu dùng của mình ở Việt Nam cao hơn, vì tôi không quan tâm nhiều đến tiền bạc và tôi cảm thấy không muốn về Trung Quốc. Điều này đúng, người Việt sẵn sàng chi tiền hơn chúng ta. Thực sự khi về Việt Nam tôi chỉ thấy thích thú hơn mà thôi. Các khoản vay trong nước, tiền đặt cọc mua ô tô, nhà và một số tiền lớn để kết hôn đều rất căng thẳng. Ở Việt Nam thì khác, mọi người tiêu tiền khi họ có nó. Không có nhiều áp lực, đó là điều tự nhiên và vô tư. Khi mới đến đây, tôi cảm thấy cuộc sống ở Trung Quốc quá chán nản. Bây giờ mỗi ngày tôi có ít thời gian nghỉ ngơi và làm việc hơn, nên tôi muốn quay trở lại Việt Nam. Hầu hết mọi người ở Việt Nam đều làm việc ngoài giờ. Tôi đã đến công ty Việt Nam của chúng tôi 2 lần và cũng làm việc ca đêm. Ca đêm 8 tiếng hay ca đêm 12 tiếng. Người Việt Nam cũng có thể làm ca đêm 12 tiếng, họ cũng thích làm ca đêm và mức trợ cấp cũng cao hơn. Trên thực tế, những người bạn đề cập thích làm việc ca đêm chỉ là những người làm việc trong các nhà máy. Hầu hết những người đã đi học đại học chỉ muốn làm thêm giờ đến 7 giờ tối là đủ. Sẽ khác nếu bạn là người Trung Quốc. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh và mức tiêu thụ cao hơn các thành phố hạng nhất trong nước. Giá nhà đất cũng cao hơn. Tại sao tôi lại có chút ghen tị với cuộc sống của họ? Người Việt Nam vui lắm mà tôi không hiểu tại sao. Khi tôi hỏi họ, họ nói bây giờ khá tốt rồi. Tại sao bạn lại nghĩ nhiều như vậy? Đó là vì chúng ta đã quá mệt mỏi. Họ lại rất đơn giản. Bạn cũng có thể sang đó làm việc. Bạn ghen tị với cuộc sống của họ, và khi họ đến Trung Quốc, họ ghen tị với việc hầu hết các gia đình Trung Quốc đều có ô tô và những tòa nhà 2 tầng rưỡi hoặc 3 tầng rưỡi. Bạn có thể tự mình lựa chọn mà không thấy mệt mỏi. Hơn nữa, tôi chưa có cơ hội ở Việt Nam nên nhiều người không hiểu logic này. Ở Trung Quốc vẫn còn cơ hội lăn lộn, nhưng nếu không có cơ hội lăn lộn, nếu kiếm được 3.000 thì chỉ có 3.000, và một tách cà phê cũng chỉ đủ uống một ngày. Khi đó sẽ có nhiều người phàn nàn hơn. Nếu hầu hết mọi người có thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình, thì thế giới sẽ không bất công như vậy. Bạn đang sống trong một thế giới cổ tích phải không? Tôi nghe nói người dân ở Việt Nam sẽ không đến làm việc vài ngày, sau khi được trả lương. Thật sự như vậy sao? Vâng, tôi thường xuyên nhớ công việc, đặc biệt là những ngày sau khi được trả lương. Không quá lời khi nói rằng bạn phải làm việc trong giờ làm việc, nhưng chắc chắn bạn sẽ ra ngoài và dành thời gian cá nhân ngay khi được trả lương. Tôi không biết, nhưng dù nhà hàng, quán ăn có đắt đến đâu, tôi cũng không hiểu tại sao cả một gia đình người Việt lại đi ăn hàng ngàn đô. Có lẽ chỉ có trong một bộ phim. Điều này cũng tương tự với những người ở Trung Quốc thôi. Tôi có nên đi làm sau khi được trả lương không? Nó khá tốt, nó cho thấy mọi người đang hạnh phúc và không cần phải đấu tranh. Bạn có thể làm điều đó nếu bạn muốn. Nhiều thứ ở Việt Nam đắt hơn ở Đông Quản. Tôi cũng đã đến Việt Nam, bạn cho vài ví dụ đi. Giày, bột giặt và dầu gội. Sản phẩm làm sạch và chăm sóc. Nhiều thứ đắt hơn ở Trung Quốc. Còn thịt lợn, gạo và các ngành dịch vụ đều rẻ hơn của chúng ta. Hạnh phúc là điều quan trọng đối với chúng tôi ở Việt Nam. Kiếm tiền từ từ, tại sao phải làm việc vất vả cả ngày chỉ vì tiền? Mỗi quốc gia đều có ngày quốc khánh riêng, có tốt và xấu. Giang Tô và Chiết Giang có lương 4 đến 5.000 tệ một người, thực sự không cần phải vất vả như vậy. Bạn không muốn mua nhà cho mình, không muốn cho con đi học, không muốn mua ô tô và bạn không muốn mua nhà cho con mình sao? Chuyện này chưa quyết định được. Nước thì nghèo nhưng chúng tôi không nghèo. Theo như bạn nói thì chắc chắn bạn chưa từng đến Việt Nam. Mức lương ở vùng Đông Bắc Bộ có cao không? Người bình thường ở đây dù có làm việc chăm chỉ cũng khó kiếm được 5-6 nghìn. Các bạn ơi, nói thật thì lương 3.000 tệ cũng bằng lúc tôi chưa đi Singapore 18 năm trước rồi. Tôi thực sự không biết bạn đã lãng phí ngần ấy năm như thế. Đây căn bản là do năng lực của bạn có vấn đề. Tại sao các bạn đổ lỗi cho xã hội? Tôi biết gia đình của bạn ở đây, bạn không thể chạy trốn, chỉ là bạn có muốn làm hay không thôi, 10 năm trước sẽ rời bỏ quê hương. Họ không có mức lương này, họ không có đơn đặt hàng và tất cả họ đều đang tuyển người. Điều này thật khó hiểu. Chúng ta cao hơn nhiều so với những nơi tương tự ở Việt Nam. Không có cách nào đâu bạn. Đây là vùng Đông Bắc Bộ. Các doanh nghiệp nhà nước có lương ít hơn 3.000 nhân dân tệ. Bố mẹ tôi đều trợ cấp cho tôi. Họ kiếm được 3.000 nhân dân tệ trong 5 ngày 8 giờ. Đây không phải là mức lương thấp. Lương cao đấy bạn. Tôi đang suy nghĩ quá nhiều về nó. Đó là một hệ thống làm 6 ngày một tuần và tôi đi làm lúc 7 giờ. Tôi làm việc 30 ngày một tháng,
từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày, không bao gồm tiền ăn và chỗ ở. Mức lương khoảng 10 triệu, tương đương khoảng 3.000 tệ, ở tỉnh Long An. Vậy có 1 hoặc 2.000 một tháng cho công việc bình thường mà không cần làm thêm giờ. Mức tiêu dùng có còn như ở các thành phố hạng 2 không? Lương 1.900 không hề thấp, chúng ta chỉ hơn họ vài trăm đô la thôi. Nếu không có nhiều, bạn có thể bù đắp cho họ không? Tại sao bạn tôi ngày nào cũng làm thêm giờ thế? Làm việc 5 ngày 8 giờ ở Việt Nam, triển vọng tương lai rất tốt. Có vẻ như là một sự mỉa mai đúng không? Tôi đọc được rằng thời gian làm việc hợp pháp ở Việt Nam là 6 ngày 8 giờ. Mức lương ở Việt Nam được chia thành nhiều mức khác nhau. Bà tôi ở Cần Thơ và rất nghèo. Vợ tôi cũng làm ở chỗ này, lương rất thấp. Còn tùy bạn so sánh với ai? So với Việt Nam thì bạn giàu có. Còn so với Quảng Châu và Thâm Quyến, bạn bình thường. Tôi không biết, tôi chưa từng đến Việt Nam. Tại sao tôi phải làm thêm giờ? Ngay cả khi bạn làm thêm giờ, bạn sẽ không thể có nhiều tiền. Tôi có thời gian uống cà phê và đi mua sắm với bạn bè. Chỉ cần được hạnh phúc trong cuộc sống. Ngay cả khi bạn làm thêm giờ, bạn cũng không thể mua được ô tô hay nhà. Khi bạn làm những điều đúng đắn và làm việc chăm chỉ, thì việc mua được một ngôi nhà hay một chiếc ô tô không khó. Ngay khi tan sở, họ thay quần áo đi làm, đi tắm và đi hàng chục nghìn chiếc xe máy đi uống nước và uống cà phê. Rõ ràng mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Giá ở Bắc Ninh, Việt Nam tương đương với giá ở Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu, Trung Quốc. Các tỉnh gần biên giới với Trung Quốc giá cả đắt đỏ. Hàng hóa ở cửa khẩu đều được trao đổi nên giá cao. Bạn nói giá cao nhưng bạn không có thế chấp hoặc vay mua ô tô. Không có gì cả. Điều đó không giống với sống trong các thành phố hạng 3 của chúng ta sao? Chúng tôi ở Nam Ninh cũng có lương 3.000 tệ. Tôi đến đó một tháng theo lịch công ty, hầu như có quá nhiều rác trên đường. Tôi thấy một đám người đang uống trà và cà phê. Họ đều ở độ tuổi 30 trở lên. Chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam rất cao. 4 thành phố của họ nhỏ, nhưng mức tiêu dùng siêu hạng nhất. Lương quá cao không có lợi cho cạnh tranh của thanh niên. Chẳng phải là tốt khi mức tiêu thụ cao hơn ở các thành phố hạng nhất của chúng ta sao? Nỗi lo lớn nhất mỗi ngày của tôi là buổi trưa ăn gì ở đó. Việt Nam giống Nam Ninh nhỉ? Ở đó tốt hơn chúng ta. Chỉ là họ không có tinh thần phấn đấu và thích hưởng thụ thôi. Tôi có phải là người duy nhất cho rằng không có thành phố nào ở Trung Quốc có mức tiêu thụ cao hơn Việt Nam? Thành phố nào trong số Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến không có mức tiêu thụ cao hơn Việt Nam? Tôi đã đến Việt Nam và sống ở đó một thời gian dài, nếu không có mức lương như bạn đề cập thì mức lương sẽ rất thấp. 3.000 tệ tiền lương gần bằng chúng ta rồi đó. Lương thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 3.000-4.000 tệ là bình thường, nhưng khi so sánh thì đó là so sánh bậc nhất như Thượng Hải. Ở khu công nghiệp lớn cạnh Hà Nội, mức lương trung bình của một công nhân phổ thông chỉ hơn 2.000 tệ, và đó là hệ thống 26 ngày. Kể cả khi bạn làm thêm giờ 26 ngày cũng không vượt quá 3.000. Có phải chỉ có một khu công nghiệp ở Hà Nội, sao có thể so sánh với dân số cả nước? Làm thế nào để so sánh một khu công nghiệp nhỏ với cả nước Việt Nam? Hệ thống 26 ngày của bạn, có sự so sánh nào với thu nhập kinh tế của Việt Nam nói chung không? Người Việt có ăn nhiều thịt như chúng ta không? Chẳng phải một người bình thường ăn 200kg thịt mỗi năm sao? Không có nhiều người ăn nhiều như vậy. Giá hàng hóa ở Việt Nam, đặc biệt là giá thuê nhà thực sự khiến tôi choáng váng. Thuê nhà ở Việt Nam thực sự rất đắt. Tôi thấy cũng không đắt, hơn 1.000 một tháng là được. Từ các bình luận trên, có thể rút ra một số kết luận về cách netizen Trung Quốc nhìn nhận cuộc sống và con người Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc cảm thấy người Việt không bị áp lực quá lớn từ việc phải kiếm tiền để trả nợ nhà, xe hay các chi phí đắt đỏ. Họ nhận thấy người Việt Nam chi tiêu một cách thoải mái khi có tiền, không quá lo lắng về tương lai xa. Điều này khiến họ ngưỡng mộ phong thái sống tự nhiên và ít căng thẳng của người trẻ Việt. Một số bình luận nhấn mạnh rằng người Việt Nam biết cách tận hưởng cuộc sống và không bị cuốn vào vòng xoáy làm việc quên mình, như ở Trung Quốc. Họ thường dành thời gian để uống cà phê, đi chơi cùng bạn bè sau giờ làm, điều mà nhiều netizen Trung Quốc cảm thấy thiếu ở quê nhà. Một số người cảm thấy chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn của Việt Nam, như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, khá cao, thậm chí tương đương với các thành phố hạng nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng ghi nhận rằng người Việt không chịu áp lực nợ thế chấp, điều giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một số người ngưỡng mộ phong cách làm việc đúng giờ nghỉ thì nghỉ của người Việt, nhưng cũng có ý kiến cho rằng người Việt không đủ tinh thần phấn đấu, thích hưởng thụ hơn. Mặc dù vậy, họ thừa nhận rằng mức lương và cách chi tiêu của người Việt vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản, tạo ra sự hài lòng trong cuộc sống. Nhiều bình luận thể hiện sự ghen tị với lối sống đơn giản, hạnh phúc của người Việt.
Một số người còn cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam mang lại sự thoải mái hơn, khiến họ cân nhắc việc quay lại hoặc chuyển sang Việt Nam làm việc. Người Việt ưu tiên cuộc sống hiện tại, hạnh phúc và ổn định thay vì áp lực mua nhà, mua xe hay tích lũy tài sản lớn. Điều này trái ngược với tư duy của nhiều người trẻ Trung Quốc, nơi họ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để đạt được các mục tiêu tài chính. Kết luận, netizen Trung Quốc có cái nhìn tích cực về sự vô tư, hạnh phúc và phong cách sống nhẹ nhàng của người Việt Nam, mặc dù vẫn tồn tại những so sánh về kinh tế và văn hóa.